thuật đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển thẩm mỹ và phát triển toàn diện cho các con. Vì vậy, hôm nay cô mời các con cùng học vẽ với bạn bè con nhé. Nào, chúng mình cùng học thôi. Chào tất cả các bạn, mình là vẹt con đấy. Rất vui mừng vì được gặp lại các bạn qua video ngày hôm nay. Vừa qua mình đã tham gia một lớp học vẽ đấy. Mình học vẽ ngôi nhà và mình vẽ được rất nhiều kiểu nhà khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo các tác phẩm tạo hình của mình nhé. Bức tranh này mình vẽ mái nhà có dạng hình tam giác, thân nhà có dạng hình chữ nhật. Mình còn vẽ thêm cửa ra vào và hai cửa sổ cho ngôi nhà nữa đấy. Hai bên nhà có hàng rào, hoa, cây xanh. Trên bầu trời có ông mặt trời đang tỏa nắng và còn có thêm những đám mây nữa. Còn đây là bức tranh mình vẽ một ngôi nhà sàn. Để vẽ được nhà sàn, mình cũng vẽ mái nhà, thân nhà, cửa sổ, cửa ra vào. Ngoài ra, ngôi nhà này mình còn vẽ thêm cầu thang đi lên trên nhà, có thêm những cột trụ ở phía dưới của ngôi nhà đấy. Trước sân nhà có đàn gà đang kiếm mồi. Hai bên nhà có cây xanh. Trên bầu trời mình cũng vẽ thêm những đám mây và ông mặt trời nữa đấy. Đây là nhà mái ngói đấy các bạn. Trước nhà có vườn hoa rất đẹp. Xung quanh nhà có hàng rào, có vườn rau, có cây xanh. Trên bầu trời có những đám mây và có ông mặt trời. Các bạn ơi, chúng mình cùng thi xem ai là người vẽ được ngôi nhà đẹp nhất nhé. Mình biết rằng trong thời gian nghỉ dịch, có rất nhiều bạn chưa được đến trường nên chưa biết cách vẽ ngôi nhà. Vậy, mình mời các bạn cùng xem hướng dẫn cách vẽ ngôi nhà sau đây nhé. Trước khi vẽ, các bạn nhớ ngồi đúng tư thế nhé. Ngồi lưng thẳng, đầu hơi cúi, ngực không tì vào bàn. Mình cầm bút bằng ba ngón tay, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Sau đó, mình vẽ một nét thẳng ngang làm mặt đất. Tiếp theo, mình vẽ mái nhà có dạng hình tam giác đấy các bạn. Thân nhà mình vẽ có dạng hình chữ nhật. Cửa ra vào mình vẽ có dạng hình chữ nhật đứng. Sau đó mình vẽ thêm cửa sổ cho ngôi nhà. Mình vẽ ngôi nhà này có hai cửa sổ và cửa sổ có dạng hình vuông. Còn các bạn thì sao? Sau khi vẽ xong, mình sẽ tô màu cho ngôi nhà. Mình tô mái nhà có màu đỏ, thân nhà có màu vàng, cửa ra vào có màu xanh và hai cửa sổ hai bên cũng có màu xanh đấy các bạn. Sau khi tô màu cho ngôi nhà xong, để cho bức tranh thêm sinh động hơn, mình vẽ thêm hai bên nhà có hai cây xanh. Phía trên bầu trời có những đám mây và có ông mặt trời đang tỏa nắng. Các bạn ơi, các bạn thấy bức tranh của mình có đẹp không? Video của cô đến đây là hết.
các